Open, open. Chào các bạn, tôi là Hoàng Hà, CEO của OTN Việt Nam. Từ sáng đến giờ chúng ta vừa chứng kiến quy trình từ nhào bò, làm bánh và xoắn bánh. Đây là những công việc hết sức là thú vị và chúng ta được chứng kiến là bánh đưa vào lò thế nào. Bánh OTN là một sản phẩm rất đặc biệt bởi vì toàn bộ quá trình làm bánh được diễn ra trước mắt khách hàng. Khi bánh được đưa vào lò, tùy từng loại sản phẩm sẽ được nướng từ 3 cho đến 7 phút. Và khi bánh nướng xong qua quá trình dipping và chuyển vào lò, chúng ta thấy là chuyển qua tủ giữ nhiệt và bánh này được đặc điểm của nó đó là tươi. Vì sao? Bởi vì bánh được duy trì trong lò từ lò sang tủ ấm chỉ 30 phút và chúng tôi quản lý tất từng loại sản phẩm một dựa trên bảng tính giờ như thế này. Và chúng ta biết là nếu quá 30 phút thì bánh sẽ hoàn toàn sẽ phải hủy đi và không được bán nữa. OTN còn nổi tiếng với những sản phẩm nước đi kèm theo bánh, đặc biệt là chanh vàng. Chanh vàng là một trong những sản phẩm đồ uống đặc trưng của OTN trên toàn thế giới. Đây là loại chanh nhập khẩu từ Mỹ với hương vị rất là đặc biệt. Chúng tôi tận dụng cái đặc thù của chanh vàng này để kết hợp với bánh tạo nên cái hương vị đặc biệt của pretzel. OTN Việt Nam trong thời gian học tập và nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã tận dụng những hương liệu địa phương, ví dụ như chanh leo và quýt. Đây là những sản phẩm cũng đặc biệt mà người Việt Nam rất thích. Chúng tôi đã tạo ra những thức uống có sự pha trộn các hương vị của từ chanh vàng và các hương vị của hoa quả tươi Việt Nam. Tôi có nhiều năm làm việc và sinh sống nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản, thì tôi gặp thương hiệu này rất nhiều. Tôi bị hấp dẫn bởi thương hiệu này vào mùa đông năm 2011 khi tôi đang làm việc và công tác ở Nhật Bản. Hấp dẫn tôi không phải chỉ chiếc bánh, mà điều hấp dẫn tôi sâu đậm nhất đó chính là triết lý của thương hiệu này. Đó là gì? Mọi thứ đều phải làm tươi ngay trước mắt khách hàng. Và từ đó nó cứ ám ảnh trong đầu tôi cái suy nghĩ là làm thế nào đem thương hiệu này về Việt Nam. Đây là một trong thói quen snacking, đó là ăn vặt của người phương Tây, nhưng đã được giới trẻ ở châu Á tiếp nhận nó một cách rất tích cực. Vì thế khi chúng tôi đưa sản phẩm này về Việt Nam thì từ khâu thiết kế, quầy, không gian, cửa hàng luôn tạo không gian mở để cho khách hàng và những nhân viên trong quầy bánh luôn tương tác được và họ chứng kiến từ quy trình làm bánh, pha chế nước, mọi thứ được diễn ra trước mắt khách hàng. Và đây chính là một trong trải nghiệm thú vị nhất vì nó chứng minh được rằng sản phẩm OTN là sản phẩm tươi, thật và mọi thứ được diễn ra trước mắt khách hàng. Không có minh chứng nào tốt hơn là bằng chính sự chứng kiến của khách hàng trong quá trình tạo ra những sản phẩm đặc biệt như vậy.